Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Beautiful Car trong chuyên mục xe cũ. Ngày hôm nay thì Việt Nhật bên tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em một chiếc CRV Honda CRV nhập Thái Lan anh em nhé, nhầm. Xe Nhật nhập Thái. Giờ thì phải nói là hàng khan hiếm trên thị trường rồi, tuyệt chủng rồi mà. 2019 thì là cái năm cuối cùng mà CRV này nhập khẩu Thái Lan, sau đó thì chuyển qua lắp ráp trong nước. Và kể từ ngày lắp ráp trong nước thì ế chỏng ế chơ, bán không ai mua. Ngày xưa xe nhập thì tranh nhau mua, tranh nhau cả 100 triệu. Chiếc xe này thì đăng ký lần đầu 2019, một chủ tàu biển Hà Nội, lăn bánh được 1,8 vạn rồi. Và hiện tại giá bên Việt Nhật bên em chào bán là 945 triệu có thương lượng. Anh em sẽ có thể cân đối về việc giá xe mới, giá xe cũ bằng cách xe cũ thì gọi trực tiếp cho em theo số hotline 0971034888. Nếu xe mới anh em vui lòng gọi theo số 0931708686 để gặp bạn Minh, sale bên Honda, bạn ấy sẽ báo giá chi tiết cho anh em về xe mới. Phiên bản CRV mà đứng trước anh em này là phiên bản G nhá. Nó chưa phải là bản cao nhất đâu. Nó sẽ không có cửa sổ trời đâu. Anh em nhìn qua phát thì sẽ không thấy cửa sổ trời. Mà bù lại thì chủ xe ấy trang bị rất nhiều đồ rồi. Điển hình ví dụ như là K360 đấy. Và cũng hơi đen cho bác chủ xe khi mua xe tại cái thời điểm 2019 ấy. Lại đúng cái lúc mà CRV nhập này nó hot nhất. Thế là bị cho một đống phụ kiện. Thời điểm đó bác ấy lắp trong hãng nó rơi vào khoảng tầm 80 triệu phụ kiện. Và bây giờ nếu anh em lấy thì được thừa hưởng hết, mình chả phải làm gì cả. Cam 360 đủ hết, ốp bọc, mạ phủ, chrome, dán phim rất xịn, sàn xiếc các thứ, ốp tay nắm cửa nọ kia. Nói tóm lại anh em lấy về chỉ việc đi thôi, 945 có thương lượng. Anh em trả góp để chuẩn bị trước khoảng 300 thôi là lấy xe được rồi. Đây, bên em bán xe ra thì cam kết luôn với anh em là 100% không đâm đụng, không ngập nước, không va chạm. Km chiếc xe này 1,8 vạn, cực kỳ zin. 4 lốp vẫn còn theo xe luôn và lốp sơ cua chưa hạ. Anh em mình chỉ bàn về giá thôi. Đấy. Em sẽ không quay một cách chi tiết cận cảnh từ những cái keo chỉ hay cái gì ốc ếch gì cả. Mời anh em có nhu cầu mua thì mình nên qua xem trực tiếp. Anh em nào không dành xe cũ mang vào hãng, mang ra check thoải mái nhá. Thế cho anh em thoải mái đi. Đây, sơ qua một chút về công nghệ của chiếc CRV này thôi. Thì anh em nhìn này, đèn full LED hết đầy đủ này. Đèn sương mù. Đấy. Cam 360 này, bộ này rất xịn luôn nhá. Lắp ở bên Thiên Minh Auto City, nó là bộ theo xe luôn. Đấy. Chỉ việc đặt vào thôi chứ không phải khoan đục gì cả. Chẳng hạn như bên này thế này. Đấy. Lúc lắp là người ta thay mỗi cái miếng nhựa này vào thôi, ốp vào phát là xong chứ không khoan đục nhá. La răng 18 inch, rất đẹp. Đây này, toàn bộ ốp chrome này, bậc. Đấy. Bảo vệ tay nắm cửa, bảo vệ hõm cửa, vè che mưa, tất cả đều là hàng chính hãng 100%. Hơi đen mua đúng thời điểm đắt, thế xong đến lúc cần tiền bán đi thì lại thành ra bán rẻ quá. Đây, anh em lùi phía sau đi. Ở trên là đèn LED, đằng sau này là đèn LED hết nhá. Xe này là mua ở Honda Tây Hồ. Đấy. Cốp điện các thứ đầy đủ hết rồi. Anh em nhìn bên trong chủ chịu chơi phết. Đây, thảm 5D. Đây, kệ khay lót cốp, khay hành lý, tất cả thứ chủ vẫn còn giữ nguyên. Rồi rồi là bác chủ mua đúng thời điểm nó đắt nhất. Còn giờ anh em lấy con này thì hợp lý quá. 2019 biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Đây nhá, lốp sơ cua chưa hạ tí nào, chưa bao giờ động đến luôn. Đấy. Gói cốp điện này cũng tiện thật. Anh em mình vào trong xe đi để xem nội thất tiện nghi thế nào nhé. Hàng ghế thứ ba thì nói thật với anh em, CRV nó không phải là một chiếc xe quá rộng ở hàng ghế thứ ba đâu, nó là xe 5+2 mà. Hàng ghế sau này anh em dành cho những người có kích thước vóc người nhỏ ngồi thì mình sẽ hợp lý hơn. Còn đây, ngồi ghế thứ hai thì rất thoải mái, toàn bộ nội thất là bọc ghế da, thiết kế phải nói là khá ổn. Ở đằng sau này nhá, mình có cửa gió điều hòa này. Đấy, điều hòa thì đa vùng rồi. Cửa gió cho đầy đủ vị trí này. Sạc, sạc cái cổng sạc nhanh 2.5A luôn. Sạc iPad rồi XS Max Pro, iPhone 12, 13 là ok hết. Đèn trần đầy đủ nhá. Mỗi tội không có cửa sổ trời cũng hơi phí nhỉ. Nhưng mà chính là cửa sổ trời mùa này nóng lắm anh em. Đi cửa sổ trời mùa này thật sự là hơi vất luôn. Đấy, tất cả nội thất ốp gỗ hết này.
Phải nói là chủ xe này chịu chơi thật. Cam 360, cốp điện các thứ, thiếu mỗi cửa hít nhỉ. CRV này là sử dụng động cơ 1.5 turbo, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Phải nói là hiếm có một chiếc xe 7 chỗ nào tiết kiệm như này. Đấy, anh em có ngay một chiếc xe nhập Thái nhé. Xe nhập Thái thì thực sự là không có gì phàn nàn luôn. Vô lăng này rất đẹp, trợ lực điện, có lẫy chuyển số trên vô lăng, anh em đá số các thứ thoải mái. Cruise control có đủ nhá. Màn hình thì rất là đẹp. Chạy 18.295 km rồi, anh em check hãng các thứ thoải mái. Đấy, màn hình, loa giải trí các thứ đầy đủ hết. Điều hòa tự động hai vùng, chế độ econ, phanh tay điện tử, chức năng auto hold. Cái này thì để cho anh em điều chỉnh cái cam 360 nhé. Đấy, xi nhan cái hiện, anh em xoay nét rồi, tăng nét luôn. Đấy, cam 360 này là nó ghi lại hành trình cả trước sau cho anh em luôn rồi, nên là mình thay thế cho cam hành trình luôn nhé. Đấy, các chi tiết khác ở đây thì mình nói chung là rất nhiều luôn. Kệ tì tay, cổng sạc, cổng ra HDMI, full về phè. Tính năng an toàn thì CRV quá yên tâm rồi, anh em chạy thoải mái, không phải lăn tăn gì về cái tính năng an toàn cả. Đấy, chỉ vấn đề là giá thôi. 945 triệu, xin lỗi anh em, 945, mình sẽ có một chiếc nhập Thái 2019. Anh em quất không? Cứ chạy qua Việt Nhật xem nhé. Nếu mà về giá cả thì anh em mình sẽ thương lượng, thuận mua vừa bán mà. Còn cũng chia sẻ thực tế anh em là mua bán kinh doanh thì cũng phải có lợi. Bỏ ra 900 triệu thì cũng phải lãi được tầm 2-30 thì anh em tôi mới có thể bán được. Đấy, thế nên là giá cả anh em cứ liên hệ trực tiếp nhá. Rồi, cảm ơn anh em. Và nếu anh em có bất kỳ nhu cầu gì mua bán trao đổi xe, xin vui lòng comment xuống phía dưới, tôi sẽ trả lời đầy đủ tất cả cho anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở trong video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.